Chúa thi ân cho mọi loài khi dựng nên trời đất trong trật tự hài hòa. Trích thư của Thánh Clemente đệ nhất Giáo hoàng gửi tín hữu Corinto. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng Thiên Chúa là Cha toàn thể vũ trụ và là đấng tạo thành vạn vật. Hãy giữ vững ơn bình an cao quý vô song và các ân huệ khác Người ban cho chúng ta. Chúng ta hãy dùng trí suy tưởng mà nhìn ngắm Người, và hãy lấy con mắt trí khôn mà chiêm ngưỡng lòng nhẫn nại của Người. Chúng ta hãy xem Người đối xử nhân từ biết bao đối với mọi loài thụ tạo. Khi xoay chuyển theo sự chỉ huy của Chúa, bầu trời tuân phục Người trong bình an, ngày và đêm cũng xoay chuyển theo hướng Người ấn định mà không cản trở lẫn nhau. Theo lệnh của Chúa, mặt trời, mặt trăng và muôn ngàn tinh tú xoay chuyển trong trật tự hài hòa, không chút sai lệch, đúng như hướng Người đã ấn định. Đất đai phì nhiêu theo ý Người, mùa nào thức nấy, cung cấp lương thực dồi dào cho loài người, cho muông thú và mọi sinh vật trên mặt đất mà không cưỡng lại cũng không thay đổi bất cứ luật nào Người đã ấn định cho nó. Các vực thẳm chưa được khám phá và những khu rừng sâu bí ẩn cũng tuân theo các luật đó. Theo sự an bài của Chúa, biển cả mênh mông như những bồn nước, không bao giờ vượt ra ngoài giới hạn đã ấn định cho nó. Chúa truyền cho nó thế nào, nó làm như vậy. Quả thật, Chúa nói, ngươi chỉ tới đây thôi, chứ không được tiến xa hơn nữa. Đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành. Đại dương mà con người không thể vượt qua và các thế giới ở bên kia đại dương đều được Chúa cai quản bằng những luật đó. Bốn mùa xuân hạ thu đông nối tiếp nhau trong trật tự hài hòa. Các kho chứa gió theo kỳ hạn riêng. Chu toàn nhiệm vụ không mảy may vấp váp. Các nguồn suối vô tận được tạo ra cho con người hưởng dùng và được khỏe mạnh, cung cấp nước dồi dào không bao giờ thiếu để nuôi dưỡng đời sống con người. Các sinh vật nhỏ nhất cũng sống bình an và hòa hợp với nhau. Đấng hóa công vĩ đại và Chúa Tể muôn loài đã truyền cho tất cả những sự đó diễn ra trong bình an và hòa hợp. Quả vậy, Người thi ân cho vạn vật, nhưng cách rất dồi dào cho chúng ta là những kẻ chạy đến với Người, đấng giàu lòng thương xót. Nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, xin kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen.